Kính mời quý vị nghe tiếp phần chánh văn. Bóng trăng cậy đỡ ban đêm, trầu ăn nhã bà lại têm má mời hoài. Khùng ngồi nói chuyện quá dài, bị lòng bác ai nói hoài chẳng đi thôi. Thấy đời mắt lò không bôi, lại khoe kép giỏi một hồi mua men. Từ nay cửa không gài thêm, chờ ta trở lại thì đèn hết trà lu. Chú thích: bóng trăng cậy đỡ ban đêm. Bóng trăng chỉ sáng ban đêm, ngày thì không sáng được. Nghĩa bóng là chỉ cho sự giàu sang vinh hiển, chỉ được một lúc rồi thôi, không lâu bền được. Vinh hoa dường thể khúc mai, cuối mùa tàn rụi lâu dài đằng đâu. Trầu ăn nhã bả, trầu, cao, voi, thuốc là những vật giúp người ta ăn vào, chỉ được vui miệng trong một lúc thôi. Nghĩa bóng là chỉ cho những gì giả tạm chẳng lâu bền. Mặt lọ không bôi, một kép hát quá trang cho đẹp là đóng tuồng trên sân khấu. Họ bôi trét những son phấn đủ màu sắc, tất cả đều là giả tạo. Thế mà họ tưởng mình như một người kép giỏi, khoe khoang, hãnh diện. Nghĩa bóng là chỉ cho cái gì giả tạo, không chân thật lâu bền. Gài then là gài then cửa, đóng cửa lại. Cửa khổng gài then là ý nói lúc Đức Khổng Tử đi chu du truyền đạo thì đạo tràng của Ngài đóng cửa không dạy nữa. Khi nào Ngài trở về mới mở trường dạy học trò lại. Lược giải từ câu 105 đến câu 112. Đoạn giảng trên ý nói mặt trăng nhờ ban đêm mới sáng, chứ không phải sáng luôn ban ngày được. Cũng như đế quốc Pháp, nó văn minh và đàn áp các nước nhược tiểu chỉ nhất thời mà thôi. Ví như người ăn trầu chỉ vui miệng một lát rồi cũng phải nhả bỏ hết bả. Sở dĩ Đức Thầy phải khuyên tu mãi là vì Ngài có lòng thương yêu rộng lớn khắp bàn nhân bá tánh. Song càng nhắc đến càng thêm thẹn cho thói đời. Ở trong trần thế, người ta hay khoe khoang tài giỏi hơn thiên hạ, chẳng khác nào một kép hát trên sân khấu. Họ chỉ trang điểm cho đẹp trong một tuần hát, chứ không được lâu bền. Đức Thầy còn cho biết hoàn cảnh xa vắng của Ngài hiện giờ giống như đạo tràng của Đức Khổng Tử khi xưa, chỉ lu mờ trong thời đóng cửa, nhưng mọi tín đồ ráng đợi chờ khi Ngài trở lại tất được sáng tỏ như xưa.